biết đàn ông nào mà nhìn thấy cái cảnh này thì bỏ ngủ dùm ơn dùm phước đó nha. Trời ơi, báo nè, báo vợ báo con thì này tôi cho ông nữa hả? Ở nhà ở nè đó. Tấm tôi như là như tấm cô heo học vậy đó. Đi má rồi. Hả? Cái này mình chỉ một mình ta. Rồi, chị biết rồi. Ủa bộ ông say dữ lắm hả? Ôi là trời, cái gì ăn nhậu báo không rồi làm sao mà ngước không về trời. Rồi, chờ chị tiếp. Chị tìm cách rồi. Trời ơi, mỗi này thiệt á, bởi vì ông ăn nhậu ông báo không mà trời, ông say dữ lắm rồi nè. Rồi xe cổ vậy sao mình đi trời, mình không biết chạy xe nữa. Làm sao mà ngước ông về vậy? Đâu có đứa nào đó mà mượn. À, có cách rồi. Chiếc xe gùa này, ăn nhậu bởi vậy thì nó báo không à. Về đây rồi biết tay tôi. Thì về bằng chiếc xe gùa cho ta cười ăn cúi đầu luôn. Đằng nhậu báo. Thiệt là tình luôn á. Mình thì không biết chỉ xe. Ừ là trời, bởi vậy tao nói đàn ông mà để ăn nhậu với hư thuốc rồi nè trời, thiệt hồi phổi á. Nghĩ vậy muốn chết luôn vậy á. Xong còn biết tay tôi. Tôi nói hở biết đó, đàn ông nào mà nhìn thấy cái cảnh này thì bỏ ngủ dùm ơn dùm phước đó nha. Ừ là trời, thiệt á. Nói không biết sao rồi, bữa mình nảy ra nè trời, thiệt là tình luôn trời, không ăn hả? Đổ cáo qua trước đi. Ôi trời là trời, chắc đổ quần với mấy bà hàng xóm hết rồi trời, thiệt á. Ôi nửa áo sống con này trời. Chết luôn rồi, tệ lậu dữ thiệt trời. Cởi không được luôn. Ăn nhậu nè. Báo nè. Báo vợ báo con. Thì này chứ không có nữa rồi hả? Ở nè đó. Nè. Làm về trường nha. Rồi. Trời ơi, bữa nó không đi. Trời ơi, chết rồi. Ê, bà nội. Ăn nhậu. Lên đường này. Ăn nhậu. Trời ơi, để cho tôi thử bà thôi. Thử bà đối thử tôi sao rồi, chị trời ơi. Ủa, thử bà, ớt bữa khôi gì đó hả? Bữa đâu, chét ra cái, vô, trời ơi. Không nhận chứ, con má ơi. Trời. Tấm tôi nè, đối xử tôi, ta đi. Tấm tôi như tấm cô heo học vậy đó. Đi má rồi. Hả? Cái này mình chỉ một mình ta. Để câu tao bỏ đi. Thôi, tấm tôi như tấm con lợn vậy đó. Ôi ơi, nói tôi say tôi không biết gì, tôi thử đó. Thử hả? Trời ơi. Đối xử như trời ơi. Công nhận ghê thiệt. Đi tắm đi. Luôn. Đi. Cũng may là bữa nay là tôi là bộ say, tôi say thiệt, bà tắm tôi chẳng này tôi chết luôn rồi. Tắm thì chết luôn. Tôi lại. Đó, các anh em thấy đúng nhẹ nha. Bữa nay con thay bộ thì chỉ đó. Nhậu con xỉn đi, còn nhậu xỉn là đưa lên. Được. Ủa gì cho chừa, chứ thôi sao chừa. Ôi, sợ quá rồi. Tay cứu tôi nè. Ôi trời.